Rồi, bây giờ các em xem tạo thủ tục này. Lần trước chúng ta dùng bằng câu test này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thủ tục. Bắt đầu từ cả cái câu lấy dữ liệu ra, tức là câu select. Chúng ta không dùng cái kiểu mà select thẳng trong cái code sinh sản nữa, mà viết hết ở trong này. SQL, Exit, E này, select. Và chú ý lúc select thì các em không nên dạng viết select sao nhé. Cái đấy thì lúc là mình test nhanh viết người thôi. Còn cái lúc mà làm thật thì dùng để xem sao, bởi vì nó chứa rất nhiều là nó cái phần dở chán như kiểu là tốc độ nó sẽ bị chậm đi khi mà xem sao của mình có quá nhiều bảng. Dù có khoảng 100 có nhiều trường và rồi có 100 trường chúng ta dùng có khoảng 2-3 trường thôi, như vậy chúng ta xem hết nhiều quá sẽ thừa đi. Đây phần này chúng ta thay thế này, xem hết này, can xuân ha này, ngọc vuông này, không có vậy. Cô bé con gái đấy. Đây tạo thủ tục chúng ta cần cờ viết thôi đúng không? Viết này, cờ đốc này, tên thủ tục. Tên thủ tục đặt theo quy tắc thế nào các em? Tên bảng. Tên bảng sau là nối dưới là tên chức năng của CNX này. Ở nơi tất cả là CNX thôi. Sau đó từ khóa E. Đây. Với cuối cùng chỉ là F5 thôi. Thì là xong. Chạy thử này. Chạy thử các kích thước bôi đen F5 này, không cần từ exec. Cứ bôi đen cái nào nó chạy phần đây. Không bôi đen nó chạy hết cả cái file. Và đây ta sẽ thử nếu luôn cái cơ nặng xe này. Xem gì khao nhá. Đâu, cái đấy là mình viết chỉ là tên thủ tục thôi, mình phải tạo. Em có thể viết tiếng Việt được. Chỗ này tạm thời anh sẽ cho vào can SQL này. Cái này là chú thích này. Đây. Bỏ mấy cái này đi nhá. Để thực thi thủ tục trong SQL chúng ta dùng công nghệ thế nào các em? Có ai nhớ? Chạy thử trong SQL thực thi thủ tục em. Exec đúng không? Exec trên thủ tục. Đây, và bôi đen hết được chạm. Và chúng ta hoàn toàn copy cả từ exec này vào cho trong sinh sát nó chạy. Đây. Lúc này chúng ta sẽ có SQL này, new SQL này. Lúc này để đọc dữ liệu này thì chúng ta sẽ chứa vào một trong hai cái là data table hoặc là data reader đúng không? Đầu tiên là SQL data reader này. Đang reader này thì sẽ bằng là cmd này chấm exec. Lúc này exec nó có đi hay gì cái reader đúng không? Exec reader. Đi xe định là mày cái nhìn em không nhau rồi. Bây giờ kiểm tra nó còn hay không dùng while này, dip the này, chấm dip, tức là nó còn thì chưa đọc hết đi thì nên lấy dữ liệu ra. Em lấy ra mạng lớp này thì bằng dip the này, ngọc vuông, cái trong ngọc vuông này chính là cái tên mà mình select được. Đây, ở đây chúng ta select có những cái trường là mạng lớp, tên lớp thì trong cái dip the phải điền đúng cái mạng lớp, tên lớp, cái này không được miệng. Tất nhiên là cái thuyết hoa viết thường không quan trọng, nhưng mà đủ có thể viết là mã lớp này, viết như này được, cái nhìn vẫn nhìn khác trong kia đúng không, nhưng mà cái đủ là được, nó về hoa thường nên viết nó giống như kia mình cho dễ thôi. Tu trình này, tên lớp này, viết đời tên lớp. Và cái này các em thấy khác thì cái phần lần trước anh dùng câu lệnh là không phải của không khác gì đúng không? Viết ra màn hình này, mạng lớp này, cộng mạng lớp này, tên lớp này, tên lớp này. Thực hiện xong chúng ta đóng cái tít đời này, tít đời này, chấm quần nâu này. Câu lệnh kia cũng cmd chấm quần nâu đóng ra vào. Quần nâu thì quần non ấy. Cần đâu em không cần đâu tiếp đầu cần đâu không sẽ thử xem. Đây này kết nối này K8A này nước, cái này là lỗi tiếng Việt chúng ta chưa dùng output, không quan trọng đúng không? Đây các lý cái phần chỗ này là thực thi có khác phần ở trước mình biết không, mọi người nhớ lại xem không khác đúng không?
Bởi vì chỗ này khi từ khóa extend thủ tục thì đó nó sẽ coi cả cái đoạn này là dạng tay rồi. Chính chỗ này mà chúng ta có một kiểu để thực thi, đó là common này chấm common type đây. Tức là kiểu của câu lệnh là kiểu gì sẽ bằng common type chấm có ba kiểu thực tiết ra bảng này. Thông thường ta chỉ dùng hai kiểu, kiểu đầu kiểu thứ nhất kiểu thứ ba. Cái này khi mà chúng ta không ghi thì nó sẽ mặc định là kiểu text đấy. Và chúng ta viết là dạng text rồi, dạ ok đúng không? Nhưng bây giờ anh bỏ từ khóa Excel đi, các em xem các em đoán không chạy được. Sao không lỗi nhỉ? Nhẽ là nâng cấp à? 28 nó chạy luôn á. Đúng 25 là bỏ Excel trên luôn kìa. Đúng là tại cái này tại có 25 nên là vua đen nó chạy nó không thử xe. Nhưng đúng mà chuẩn thì cái phần này bỏ lên nó chết. Nếu phải bản SQL cao nó hiểu. Sửa sai chứ hiển nhiên là đúng là sửa sai này thì nó không có đâu. Đấy. Đấy không thể tìm thủ tục này. Cái này nó tự hiểu là có đúng theo nó lý thuyết mà nói thì khi mà chúng ta mỗi xe nó sẽ chết. Nên đây từ cái bản 2008 thì 25 có và 2000 bị từ 2008 là có thể tự hiểu được. Chúng phải đưa cho tên lớp chúng ta bởi vì có từ insert chạy thủ tục đúng không? Như này chuẩn này, như là từ 2008 chuẩn bôi đen thủ tục ở F5 chạy không cần phải thử insert, có thể do cái này nên trong khi chỉ cần mỗi thế nó hiểu. Nên đúng theo chuẩn mà khi thực thi thủ tục ấy mà bỏ cái từ bỏ từ xanh trước thì chỗ này common type chuẩn phải là to lên thân điêu, chúng ta phải chọn này. Còn chỗ kia có thể là do nó tự hiểu nên em không nên tận dụng cái dạng lỗ hở đấy. Máy nào cũng chuẩn 2 năm á, 2000 thì cũng phải như không được ấy. Đấy, các em sau này có vấn đề không? Rất là dễ đúng không? Cái này chưa có tham số mấy xem đấy không? Bây giờ tiếp tục này, vẫn có xem đấy này. À, như chúng ta không phải là select all nữa mà select bài mã nữa đi. Chỗ này trừ một cái tham số thì viết thế nào nhỉ? A cộng xong là tên tham số đúng không? Mã nữa kiểu gì đây? Mở cái này nào. Mã nữa kiểu VASA50 à? Chúng ta viết VASA50. Và chỗ này from lớp này thêm cái quay nữa. Mã lớp này bằng A cộng mã lớp. Đấy. Nào. Nó sẽ báo thiếu tham số không các em, bởi vì lúc này thủ tục mình cần tham số để chuyển. Rồi các em copy nguyên thủ tục ấy vào. Đây. Và sau này chúng ta sẽ thay thế cái tên này bằng tên thủ tục này. Vì yêu cầu có tham số này, cho nên hiển thị cho người ta nhập vào, nhập mã lớp này. À, khi thủ tục của mình hay là câu lệnh có tham số này, lúc đấy chúng ta cái câu lệnh SQL Common chúng ta phải thêm cái tham số cho nó. Tham số tiếng Anh là gì các em? Tiếng Anh ấy. Tham số đối số gì quen phải nhớ. Đó nhớ là tiếng Anh được thì lúc này thì nào sẽ đó là parameter. Đây các em nhớ. Đây. Chấm parameter này. Đây tham số này. Thêm tham số là chấm em này. Đây các em nhìn từ khóa này, parameter là tham số này. Đấy. Chính là cái mà A cộng của mình như này. Bên kia sẽ là parameter. Đấy, các em phải copy. Đấy. Copy như thế này. Dùng cái phương thức F của parameter các em mở ngoặc đơn ra. Đấy này. Nó sẽ ghi là parameter name này, bên này kiểu này. Có rất nhiều cái này có tất cả 4 phương thức không? Đấy. Đầu tiên là dùng cái 2 của 4 sẽ nhìn này. Cái tham số tiên nó ghi là string này. Parameter name có nghĩa là tên tham số. Chính là cái chúng ta phải thay báo A cộng mã nước này. Đây A cộng nước này. Phải. Chỗ này nó ghi là kiểu dữ liệu. Lúc này sẽ là cái kiểu trung gian để chuyển đổi. Ở SQL các em dùng PyCharm thì nó như thế. Đây là SQL đúng không? Nó hiện như nào chúng ta gõ nguyên như thế. Không phải học thuộc nhiều lắm mệt. Các em nhìn nhỉ. Em tưởng là cái SQL data bây giờ không có chuẩn bị cái dữ liệu. Đây nó có mấy phương thức phải tạo gì nè.
có nhiều cái chú thích nhá. Đó. Cái này là mình phải điền là SQLDB là xong rồi chấm điền cái từ. Ừ, đây đây nó ghi chú thích đấy. Thì gõ như thế, đây là SQLDB type đúng không? Nó luôn này, xong chấm. Đây là kiểu dữ liệu cho SQL của mình, cho nó ra 350 đúng không? Em có 3 cha này. Cái tham số thứ 3 sẽ cần là vì có 3 cha này. Nếu hỏi 3 cha là bao nhiêu ký tự đúng không? Thì tham số 3 ghi là size, in size kích thước. Ở kia 350, chỗ này là 3 cha phẩy 50. Chấm, các em phải gắn được giá trị cho nó, chấm value. Chính là cái giá trị mình truyền vào cho nó. Value của mình nhập vào mã nước, các em truyền vào mã nước. Cái này nhập từ bàn phím thôi mà. Dài quá nhỉ, cố gắng nhé. Nhỏ là gì đâu, không có thể đâu. Các em hiểu phần này chưa? Đây nhá. Từ cái lệnh SQL Common này, chấm parameter chính là lấy ra các tham số của cái lệnh này này. Tiếp theo là ép để thêm tham số vào để thực thi lệnh này. Và cái này nó có phân thức chúng ta ép là dùng có 3 tham số. Cái đầu tiên là tên tham số mình thực hiện. Cái tên này chính là cái tên nó mình tạo từ SQL này. Đây. A cộng mã nơ. Thì chỗ này tên tham số của mình sẽ là A cộng mã nơ này. Thứ hai là kiểu dữ liệu của cái tham số. Ở đây chúng ta dùng va cha, cho nên lấn lút trong sysap chúng ta phải gọi là va cha. Nhưng không viết thẳng va cha được, bởi vì đây là trong này sysap phải SQL này. Sysap nó có kiểu va cha đúng không? Chỉ có kiểu string của kiểu cha đâu. Kiểu va cha kiểu của SQL này. Chính vì thế nó phải ghi một cái tiền tố theo cái lớp để ánh xạ từ cái kiểu dữ liệu với sysap này. SQL nó đổi với nhau này. Nó sẽ ghi là SQLDB type, xong chấm, nó sẽ ra tất cả các thử dữ liệu của SQL đây. Chấm lại, các số cách này. UID này, style in này, time này, chắc này, small này, n cha, n tay này, money. Các em thấy có đủ hết các thử dữ liệu SQL chúng ta dùng. Đây va cha. Đấy. Tiếp theo này, vì va cha, các chúng ta xong SQL chúng ta ghi là va cha 50, đúng không? Tức là kích thước là 50 ký tự là tối đa. Vì thế mà trong sysap cũng cần phải truyền kích thước cho nó. Nhưng không truyền thẳng là không phải truyền thẳng như kiểu bên SQL thì mang 30 như thế này. Đấy. Mà phải là phẩy ra, nó điền tham số cuối cùng này. Tham số 3, kích thước của cái SQL. Và cuối cùng là cái tham số chúng ta quyền truyền giá trị cho nó bằng cách là chấm value cái bằng giá trị mình muốn truyền. Cho nên ta sẽ có là mã lớp này, và cha 50 bằng cái này. Khi đã đủ xong ta thực thi thủ tục bình thường. Đấy. Chỗ này mã lớp. Đây chạy thử nhá. Lớp là K 9 D này. Đây, thấy chưa? Các em chạy thử bác. Đấy anh chịu, anh thấy vui thôi. Tương tự là chúng ta làm cái thủ tục là insert. Trong SQL các em biết thủ tục insert đi. Kỹ thuật phá này, exit này, insert này, new window này. Mấy cái này về sau chúng ta dùng cái tool chính code nó có hết mà. Tool code nó rất nhiều người. Mà là thấy trên phay có mấy người K8, K7 viết mấy cái không? Nhưng thì có vẻ này. Khi nào ai có thời gian cày code cái chính code mà xin được cả giao diện ấy. Đấy là A. Bây giờ hiện tại thì hỗ trợ xin được cái thủ tục với cái knop BNN với BN thôi. Cái đấy là có quá nhiều đấy. Đây. Thủ tục lúc sinh ra các em để ý này, nó tự động sinh cho mình mấy cả cái tên của cái trường này và kiểu dữ liệu xem copy phần này trên cắt này, clip vào góc này, clip này vào góc này, nớp này, tên thủ tục là insert beta e. Các em để ý thấy cái chỗ nào là mỗi trước tham số có cái phần ngọc nhọn đúng không? Ctrl H này, cái ngoặc nhọn giống nhau hơn là bằng A cộng tham số này. Phải như thế là Fusion này, tiếp theo thì O này. Đấy. Và cái dấu thừa của mình chính là cái dấu phẩy và cái dấu lớn hơn đúng không? Xem thay thế phẩy lớn hơn bằng cái gì nhỉ? Xóa cái này làm thế nào? Bằng rỗng thôi. Ở đây có hai trường nên cho em chưa nhìn thấy cái sự hay của nó. Về sau khoảng 20 trường ra thay thế cái này rất là nhanh. Đấy, cái này thì xóa dấu phẩy giữa thôi. Ê, đúng một đơn này, xóa nốt. Và bên dưới chúng ta copy phần này trên này xuống dưới. Mà một đơn này. Tất nhiên tham số của mình sẽ không chứa cái này đúng không? Không chứa kiểu dữ liệu, chỉ chứa giá trị thôi. Đấy, xóa hết cái phần kiểu dữ liệu của nó đi. Đấy, thế này thủ tục xong.
Việc cuối cùng của mình chính là F5. Mã nơ tên nơ này. Các em tạo thủ tục xong chưa? À, thủ tục xong rồi, các em copy lên tên thủ tục này. Rồi chuyển qua thi tăng. Anh sửa luôn cái trên nhé. Lần trước là chúng ta nhập cho câu say next the insert này. Thay thế SQL bằng insert này. Cho người ta nhập mã nớp này. Copy này. Tên nớp này. Nó tên nớp này. Chỗ này vẫn là giống hệt như thế này. Câu insert select không có gì khác nhau cả, chung hết. Comment type. Đây, cái chỗ này các em để ý này. New xong này, để comment type bằng versus view này. Chỗ này sau đó là chúng ta chuyển tham số này. À, đây. Mã nớp này. Vector.s mã nớp và new mã nớp này. Tiếp theo tên nớp các em sẽ có vector này. .s này. Chỗ này sẽ là a cộng tên nớp. Và các em để ý này, có một số người ta biết a cộng bên ngoài vẫn được nhá. Phải là biết như này, vẫn được. Thế với hà nhé. Đây là chuẩn viết bên trong. Chỗ này sẽ là FLDB type này. Chấm n van cha. Bao nhiêu nhỉ? Đây. Các em xem kiểu dữ liệu lúc mình khai báo n van cha 50 thì chỗ này khai báo như thế. Ừ, giống trong bảng. Ở lúc tạo bảng. Đây. 50 này. Chấm value này. Được gắn bằng tên nớp. Cái viết xong chưa? Cái này không phải viết nữa, bỏ cái này đi. Này. Chuyển tham số xong này. Cuối cùng là thực thi. Thì câu lại như sau này. Bằng cách dùng cái tên của cái này là cmd này. Chấm xem. Leader các em hay cái gì nhỉ? Mang có đi đúng bởi vì đang cái này là câu insert chỉ có cái câu trả lời kết quả là câu select thôi, còn là câu update này, delete này, insert này nó đều thuộc vào mang có đi hết. Để các em nhớ được đấy nhá. Rồi đây dành cho nhá, cái gì này, dành cho này, insert này, update này, delete này. Đấy, mang có đi này dùng cho insert với delete dùng, tức là mấy ngoài câu select là dùng cho mang có đi hết. Viết hai dòng hơi khó nhìn nhỉ? Em chịu khó nhìn nhá, bởi vì cho nếu trong một dòng dài quá mặt thì không hết. Đây một cái này, hai cái này. Đấy. Đây là một cái kiểu ép tham số hơi rối này. Còn một kiểu khác nhìn đỡ rối hơn, đó là chính là dùng FPL này, parameter. Đây cái này chính là dạng tham số này. Chúng ta thể đơn giản là PR này. Các em đặt tên kiểu khác nhé. Cứ là cái phần ở trên là chúng ta ép tham số theo kiểu là tên tham số này, kiểu dữ liệu này, độ lớn kiểu dữ liệu này, chấm value này. Còn cái kiểu thứ hai là chúng ta dùng theo kiểu là SQL Vector, tức là tham số ấy, thì sẽ bằng new này, SQL Vector này. Rồi các em ý này, khi mà chúng ta dùng cái SQL Vector nó sẽ gọn hơn. Các em nhìn tham số của nó, tức là đầu tiên là tên tham số và thứ hai là chuyển giá trị luôn. Nó khác phần trước ở chỗ là chúng ta không cần phải chỉ ra kiểu dữ liệu của cái này là cái kiểu gì, là kiểu varcha, nvarcha hay là kiểu dtime, mà chỉ quan tâm là tên tham số và em chuyển giá trị. Đấy. Bây giờ chúng ta vào kiểu kia nhé, kiểu là tên nớp này. Tham số cần có a cộng tên nớp. Giá trị của nó chính là tên nớp chuyển thẳng vào. Đấy. Khi dùng đằng này ấy, thì cái chỗ bên trên này, parameter anh chú thích nhé, vì không dùng đằng này nữa, có hai kiểu khác nhau này. Thì chỗ bên dưới chúng ta sẽ dùng là FLDB, FL parameter, cmd chấm vector này, chấm f. F chính là cái tham số đầu tiên là các em nhìn tham số 1 của 4 sẽ là FL parameter. Chỗ số này của chúng ta chính là cái PR, chuyển PR vào là xong. Kiểu nào dùng với các em? Một dòng, hai dòng này này, với hai dòng trên này các em giữ dùng kiểu nào? Trên. Dùng trên không? Trên thì nó chỉ ra kiểu dữ liệu, còn bên dưới không cần kiểu dữ liệu. Đấy. Tức là có hai cách đây này, hai em nhìn này. Cái phần trên cũng là em này, hai dòng này này, với hai dòng dưới này giá trị bằng nhau. Như các em nhìn sự khác nhau này.
ở bên trên chúng ta không cần dùng đến cái SQL Master này, nhưng mà chúng ta cần phải chỉ ra kiểu dữ liệu của nó là cái gì, và thứ hai là độ rộng của dữ liệu, không chấm và new. Còn bên dưới này thì chúng ta chỉ cần là tên tham số và giá trị của tham số đấy, không quan tâm đến kiểu dữ liệu của tham số là kiểu gì, độ rộng bao nhiêu. Còn mỗi tên tham số chuyển thẳng giá trị cho nó thôi, thế kiểu nó hơn. Kiểu dưới nhìn có vẻ là gọn hơn đúng không? Cái kiểu dưới thông thường được nhiều người dùng hơn, bởi vì sao? Người ta được dùng cái kiểu là mảng tham số. Chạy thử nhá. Các em thể dùng cả hai kiểu cho biết. Đấy, ta sẽ dùng kiểu nào thì dùng. Mã lớp là K10A này. K10A. Quên không thông báo này. Đã xong. Thêm một thông báo thành công ở dưới nữa. Đây là cái tab này. Đây thành công này. À, thực hiện đi. Đã sửa toán này. Rồi, đây em. Cái này mới bỏ hết đoạn giữa đi, bỏ hết đoạn giữa nào, để bỏ hẳn chúng ta lưu vào thì nó chạy được, vẫn chạy được. Chồng em đang tìm một tên lớp này, đọc tên lớp, phải tên lớp, chuyển tham số vào vì giá trị của nó luôn, nó chạy luôn. Em vừa làm nó không thêm được. Em biết này á, A phòng tên lớp này. Tên lớp này. Không chấm à? Không cần. À, cái này thuộc cái hàm thứ 5. Đây chỉ có 4 cái, nhưng viết ra một cái thứ 5. Nếu viết thế này thì sẽ ghi là cái thứ 5 này. Một cái là tên tham số, cái hai là đối tượng đúng không? Có vấn đề này. Ở đây viết là đã 4 cái nhưng cái này thuộc cái thứ 5 rồi. Đây các em truyền di chuẩn ở trên này, nếu viết kiểu này sẽ ghi là đầu tiên là tên tham số, thứ hai là đối tượng và giá trị đúng không? Nhưng mà viết kiểu dấu chấm F này, nó phải xuống cách thế nào này. Đấy, nếu di chuẩn trên này mở đơn này. Nó chỉ có 4 cái thôi. Đầu tiên là chuyển vào Excel là kiểu dưới này. Cái phương thức thứ hai là tên tham số và kiểu dữ liệu này. Cái thứ ba tên tham số này, kiểu dữ liệu mà độ rộng này. Cái thứ tư là tên tham số dữ liệu này. Không có cái hàm kia nhỉ? Nhưng mà viết vẫn được. Thì là có vẻ là thiếu chú thích kiểu sao ạ? Nhưng mà thông thường đây là lúc học. Còn về sau lúc nào dùng nhiều chúng ta dùng cái kiểu dưới này thông thường hơn. Tức là kiểu này chúng ta sẽ dùng cả một cái mảng tham số, tức là có người viết thằng này, mảng tham số này, bằng new mảng tham số từng giá trị một chuyển vào thằng loạt. Thì đó sẽ thuận tiện chúng ta viết theo mô hình 3 nước. Còn cái kiểu mà từng cái là viết vào thủ công hơi mệt. Nghe rồi đấy. Cái viết cả mấy kiểu đi, đấy có rất là nhiều cách viết khác nhau, tùy theo sở thích của mỗi người đâu. Thế em chạy thử xem có vấn đề không?